bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nhiều năm, thầy Trọng TV đã giúp ích được cho rất là nhiều người. Thì lúc trẻ chúng ta hay chọn xe cua tay, chọn xe thể thao, nhưng mà đi được có một mình thôi, chở vợ chở con rất là khó, đi hành trình xa không có cốp luôn, rồi mỏi tay vô cùng tại vì phải bóp côn rất là nhiều, rồi ở dưới thì có hai cái cần số và thắng nữa, khá là bất tiện. Nhưng mà xe tay ga chúng ta không cần có số, cũng không cần có thắng ở dưới đây, mà thắng đã đem lên trên đây. Cốp thì to lên đến gần 30 lít, đi được hành trình xa, bình xăng lên đến 8 lít thì đó là kiến thức ha. Và kinh nghiệm ở đây là chúng ta xài rồi thì chúng ta mới thấy được là rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội của xe tay ga mang lại. Và xe tay ga đang là xu thế, và thay thế cho xe tay ga thì chắc chắn là xe điện rồi, nhưng mà điều đó là còn dài dài sau này. Thì bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm có được ha, thì mình mới đúc kết được và mình giúp được cho rất là nhiều người. Ai rồi cũng sẽ phải chuyển qua xe tay ga, thì điều đó là kiến thức và kinh nghiệm và trải nghiệm có được. Các bạn có thể tin hay không tin, nhưng mà đây là kinh nghiệm quý báu từ nhiều người, từ nhiều năm. Chúc các bạn có được những trải nghiệm thú vị bên con xe của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Thiện Trọng TV.